Và ngay sau đây thì xin kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm The Night Chords for Flute and Guitar của nhà soạn nhạc Robert DiMarino, với phần trình diễn của nghệ sĩ flute Phan Nguyễn Minh Khang và nghệ sĩ guitar Lê Hồng Hiển.